Ở đây nóng quá, mình đi ra trong kia cho mát. Chịu không nổi. Nóng chịu không nổi. Bộ màu vàng nữa, có màu vàng không? Không có màu vàng chị. Màu vàng thì 3 bộ 100. Bên đây nè. Màu vàng. Lấy 7 bộ cho nó đi. Màu xám. Xám, màu vàng, màu nâu. Đâu? Không có màu vàng. Ê, màu vàng bên đây có không? Bên đây thì có màu vàng mà bên đây 3 bộ 100. Nó mắc hơn. Mà nó có số 3 hồng. Quan trọng là không, nó có số 3 hồng á. Nè, nó bằng hả chị? Nó không có rộng hơn. Dài hơn, rộng hơn, bự hơn đó này. Bự hơn, thêm bự hơn đó hả? Không phải. Phải số 3 nó mặc mới vừa. Nè, chị muốn bự hơn, có bự hơn. Không phải, nhỏ hơn. Nó nói số 3 nó mặc mới vừa. Nói tiếng Việt. Cái này là vừa nè. Hả? Nè, nó đâu có số. Được. Cái này nhà mai, còn cái này chỗ khác người ta mai. Bởi vì nó đâu có phân biệt số với giống nhau được. Mà mình chị muốn lấy xây ba lỗ, ba lỗ á, ba lỗ á. Thôi giờ thôi, không có màu vàng thì thôi lấy màu khác cũng được nữa. Lấy màu nâu cũng được nữa. Màu này. Hay là màu trắng, màu trắng cái ly chị. Màu này cũng được nữa nè. Màu này có một bộ nữa. Có rồi hả? Ok, rồi vậy đi. 4 bộ 100 bé ba trả tiền nè. Có này đẹp chị. Cá lóc đó hả? Dạ, lấy loại ngon nhất á. Nếu chị ăn loại cái phi lê đó thì chị, phi lê cá lóc đó nó ngon. Rồi ok. Lấy 500 của mình. Kiếm vô bọc 15 tỷ cho thêm một con nhỏ đi con. Con nhỏ nữa hả? Con nhỏ. Anh ơi, gói kỹ kỹ cho em đi lên máy bay á nha. Gói cho nó mất mùi á nha. Lấy băng keo dán lại luôn á. Cái này là gì đây? Mà Philip hút nè, lấy ống hút nè. Hút rồi. Hả? Ngon không? Ướt quần Philip rồi. Ướt quần Philip rồi hả? Đây vô đó còn 3.5 cây số nữa. 3.5 cây số đi xe điện đi mày. Ai biết? Tao không có đi bộ đâu, không có đi bộ đâu. Mua vé kìa. Vĩnh tế đó.
đồng xanh bát ngát, câu hát tơ hồng thương em. Châu đóng bờ nàng ơi, tình châu mến cao vui, mùa hoa cưới câu hát chung tình mai mối tơ duyên. Chị cài bông lên đầu luôn á, dễ thương quá đó.